nay thì bên công ty mình tiếp tục lên một cái bộ cấu hình dàn âm thanh cho khách hàng An Giang. Cấu hình sử dụng hai cặp phun đôi 40 từ neo và một cặp súp hầm đôi 5 tấc neo. Đây là bộ loa. Loa thì phun mẫu mới và súp mẫu mới, cực kỳ nhỏ gọn. Về dàn máy thì dùng một bàn mixer Dynacord CMS 1000, một bộ mic IT680F và một con kỹ thuật số 260, một cục đẩy 4 kênh IT1600S đánh cho hai cặp phun đôi và một cục đẩy CA52 mình đánh cho một cặp súp đôi 50. Và cái cấu hình dàn âm thanh ngày hôm nay thì được sự điều khiển bởi cơ trưởng Lê Trung Tín. Thì cấu hình này mình về An Giang, đây là những anh khách hàng An Giang thì đã mua ở bên công ty mình rất là nhiều rồi. Dàn này là dàn thứ mấy rồi anh? Thứ 3. Dàn thứ 3 của bên em luôn rồi hả? Đó là bây giờ là cấu hình này là dàn âm thanh thứ 3 rồi thì anh đã mua của bên mình. Rồi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quá trình bên công ty mình setup và test thử âm thanh của bộ dàn âm thanh này nha. Trong cơn gió anh đứng trong cơn say, ta đến bên nhau cho qua đi những tháng năm cô đơn. Con tim say chỉ muốn yêu thương, dù ta và em là hai kẻ xa ta. Nào ngờ đâu một lần là tình. Đời này để từ từ để quên sầu cay, em là ai cho ta đợi chờ, mong lại thấy em trong cơn say. Em là ai phải chẳng là thật mà sao ta cứ mãi đi đời chớ trêu thay.